Theo phong tục của người Việt, Tết được tính từ 23 tháng Chạp. Với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, Tết vẫn chưa bắt đầu. Ba giờ sáng, giờ của những giấc ngủ sâu, nhưng với những nhân viên y tế ở Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng, nơi đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thì đây lại là một đêm không ngủ khác. Đêm nay, bệnh viện tiếp nhận một ca mới từ tuyến huyện chuyển đến. Bệnh nhân được thăm khám ngay lập tức để nhanh chóng xác định bệnh trạng. Bệnh viện có 3 tầng, tầng 3 là nơi điều trị các ca nặng. Hiện còn 17 ca đang được theo dõi tại tầng này. 17 bệnh nhân phải thở máy, mọi sinh hoạt đều cần được trợ giúp. 4 điều dưỡng trực buồng bệnh hầu như chẳng có lúc nào ngơi tay, cứ mỗi 4 tiếng lại thay ca một lần. Vào đây rồi là hầu như là không có ngày nào được ngủ ngon hết, tầm vài tiếng. Những ai từng trực buồng bệnh nặng đều không khỏi bị ám ảnh bởi âm thanh phát ra từ các thiết bị máy móc theo dõi sinh hiệu và giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng tít tít vang lên khắp nơi. Đây là nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Lên tới tầng thứ ba này thì những ca mà lên đây thì những ca là đều diễn biến nặng hết trơn, đều tiên lượng nặng, khó qua khỏi. Nhưng mà cái ca đau lòng nhất là cái ca mà người nhà đồng nghiệp của mình tiêm đủ vaccine nhưng mà vẫn cứ như là mình đã làm hết khả năng nhưng mà không thể nào giúp nhờ của đồng nghiệp phòng dịch và tổ chức ca nguy kịch do Covid. Không có một chiếc đồng hồ nào, cũng không ai quan tâm xem bây giờ đang là buổi nào trong ngày. Các y bác sĩ nói rằng khi bước chân vào buồng bệnh, họ chỉ chú tâm duy nhất vào công việc đang làm. Có khi là một sự sống vừa dừng lại, có khi là một sinh mạng vừa được níu giữ thành công. Cảm xúc được đẩy lên cực độ trong căn phòng này. Khi mà làm cái Covid này thì khi đầu tiên anh nếm trải cái cảm giác mà buồn và thất vọng là khi thấy nhân viên của anh bị bệnh. Tức là hôm qua họ cùng với mình đi khám bệnh cho bệnh nhân, thì ngày hôm sau họ dương tính và họ vô, họ nằm ngay cái phòng bệnh đó. Phải thở oxy, phải chích thuốc, phải lúc đó anh rối dữ lắm. Thậm chí là nói mấy đứa tụi bay vô thì tao không vô được. Tao phải ngồi ngoài này nè, tao tỉnh táo để tao chỉ huy. Tao vô tao thấy nó, tao khóc là tao không làm gì được, là nó loạn lên hết trơn này. Mấy đứa bay cứ vô rồi có gì báo ra, rồi tao ở ngoài này tao chỉ huy là nên làm cái gì gì. Vô thấy đau lắm nè. Tức là bác sĩ điều dưỡng của anh cũng mười mấy người bị lây chéo từ bệnh nhân. Tức là họ khi đó thì vaccine rồi nó chưa có chích. Lúc đầu tiên hết giai đoạn mà khoảng tháng 7, tháng 8 thì nhân viên của anh bị mười mấy người ha, thì đau lắm. Cái cảm giác thứ nhất. Cái cảm giác thứ hai là như em thấy đó, bệnh nhân nằm đó, mình biết là họ sẽ chết đó, nhưng mình không làm gì được nữa hết. Tức là hai cái phổi nó trắng xóa rồi và mình biết là nó, bệnh nhân nó sẽ chết trong ngày hôm nay hoặc là trong ngày mai, thậm chí là nói luôn ca này tối nay sẽ chết, nhưng không làm gì được cả vì nó không có cái thuốc đặc trị, em hiểu không? Tức là mình chỉ điều trị hỗ trợ, mình cho họ thở máy cho nó ấy, nhưng mà khi cái phổi nó hư quá rồi nó không còn thở được, họ vẫn chết. Đó là cái cảm giác bất lực ha? Bất lực của cái người bác sĩ trước một cái người bệnh mà mình biết họ chết mà mình không làm gì được cả. Thời điểm mà chúng tôi ghi hình phóng sự này, tức là 23 tháng Chạp Tết Nhâm Dần 2022, Bệnh viện 30 tháng 4 còn khoảng 80 ca bệnh đang điều trị. Tuy nhiên, lúc cao điểm của đợt bùng phát dịch vào đầu tháng 12 năm 2021, bệnh viện phải tiếp nhận điều trị cho 150 bệnh nhân trên tổng số 120 giường hiện hữu. Lực lượng y tế khi đó có 50 điều dưỡng và 8 bác sĩ, chia ca trực xoay vòng. Tức là mỗi ca trực chỉ có 25 điều dưỡng và 4 bác sĩ chăm sóc cho 150 bệnh nhân. Ở đây là 4 bác sĩ
trên kia 4 bác sĩ nữa. Còn điều dưỡng thì mỗi bên như vậy khoảng 12, 13 người thôi. Làm rất là cực. Làm là thường lúc đó là làm tới khoảng gần 1 giờ mới được ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì tranh thủ ngã lưng một tí là làm tới 12 giờ đêm mới được ngã lưng. Thì sáng ra là 5 giờ sáng, tức là một ngày, lúc đó một ngày của tụi anh bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Ngày nào như ngày nào, tức là làm quần quật, làm gọi là làm sấp mặt luôn. Với khối lượng công việc như thế, nhiều người đã phải trải qua hàng tháng trời túc trực trong bệnh viện. Mọi niềm riêng đều gác lại. Em thì xa nhất thì cũng tầm khoảng 2 tháng. À, 2 tháng là lúc đó là em đi từ tháng 7 tới lúc mà gần cuối tháng 9 em mới về. Thì đợt đó nói chung là ba em nhà thì cũng bệnh, thì uống thuốc hàng ngày vậy đó. Thì không có ở nhà chăm được thì cũng nhờ hàng xóm, chị này kia đó thì gửi thuốc về, thì điện thoại về thì nói chuyện được một hai câu thôi thì nghỉ à. Theo cách tính của người Việt, Tết đã bắt đầu từ 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Nhưng ở nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 này, khái niệm về Tết vẫn còn rất mơ hồ. Ngày Tết của y bác sĩ nơi đây cũng như bao ngày khác, với những công việc quen thuộc, thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Họ chấp nhận đón một cái Tết trầm lắng hơn mọi năm bằng một thái độ vô cùng bình thản. Đối với anh, Tết ở trong bệnh viện thì cũng không có vấn đề gì nhiều lắm. Vì mình đã đi theo cái nghề y rồi. Đó. Mình chấp nhận là một cái người làm trong nghề y. Thì khi có bệnh tật, khi người dân cần thì tụi anh sẽ làm thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng điều mình cảm thấy lo lắng và sao nhỉ, nó không được yên tâm đó là vợ con mình. Vợ con mình cũng ở nhà, cũng cần cái bàn tay của người đàn ông chăm sóc lo lắng, đặc biệt là trong cái dịp Tết này. Ai cũng muốn đoàn tụ, cả nhà đầy đủ. Thì cũng cảm thấy áy náy với vợ con. Ít áp lực hơn bệnh viện 30 tháng 4, bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt có số ca bệnh giảm mạnh trong thời gian gần đây. Hiện còn rất ít ca đang điều trị so với quy mô 600 giường của nơi này. Tuy vậy, lực lượng y tế vẫn trong trạng thái sẵn sàng túc trực, nhân lực được bố trí hợp lý để vừa đảm bảo cho mọi người được đón Tết, vừa đảm bảo công tác chống dịch hiệu quả. Thì bệnh viện dã chiến số 1 thì với cái lượng bệnh mà đã giảm nhiều thì bệnh viện cũng sắp xếp để cho khoảng 50% nhân viên để ở lại là luôn luôn lúc nào cũng có mặt để chăm sóc người bệnh. Còn 50% ở lại về có thể là hỗ trợ bệnh viện chuyên khoa sản nhi và cũng như là có thể là nghỉ ngơi cùng gia đình và trên tinh thần là luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng khi là được điều động. Con có đi chợ tiếp ngoại chưa? Những ngày giáp Tết, bao người con xa nhà nôn nao được trở về sum họp với những người đang làm nhiệm vụ tại đây. Nỗi nhớ, niềm thương gửi đến gia đình thông qua những cuộc gọi ngắn ngủi trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các ca trực. Mọi sự chuẩn bị cho Tết giao phó lại cho người nhà. Đón Tết muộn nhưng mà mình chăm sóc bệnh nhân, mình làm nhiệm vụ, mình là tuyến đầu chống dịch thì mình cảm thấy cũng là rất là vui. Mỗi sáng ở bệnh viện dã chiến số 1 đều tiến hành lấy mẫu test nhanh cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những ai có kết quả âm tính sẽ được xuất viện ngay trong buổi chiều cùng ngày. Lực lượng y tế thì vẫn ở lại, họ chấp nhận đón một mùa xuân muộn để đổi lấy sức khỏe và cái Tết bình an cho nhiều người. Em thấy Tết thì nói chung là năm nào thì cũng đón được, mà chỉ mong là dịch bệnh hết sớm sớm để cho mọi người ta đoàn tụ với gia đình nữa. Tại vì cũng có một số anh chị là bỏ nhà, bỏ cha mẹ rồi con cái tham gia trực như vậy, đi cũng một thời gian rất là lâu, cũng nhớ nhà. Nhưng mà nếu mà mong muốn năm mới thì đối với bản thân mình đó, thì mong muốn là cho cái đại dịch này nó sớm kết thúc, thậm chí là kết thúc để nhân viên y tế được về, nói chung là đoàn tụ với gia đình. Cũng như là cái dịch hết thì
tất cả trong gia đình khác đều được đồng tụ cho hai nhân viên y tế. Xuân này thì chỉ cần được về bên gia đình để đón một cái Tết muộn thôi cũng rất vui rồi, nói chung không có ước gì xa hết.